Trời ơi, điếu ai má. Đi ăn cỏ đi, đi ăn cỏ đi. Đi ăn cỏ đi, đi ăn cỏ nè. Ủa tụi bay đi ăn cỏ sao cho tao ăn sình vậy? Má ơi, quá giờ hoàn tinh. Nè nè, nó tao nhét giấy vô mỏ mày à. Ôi nãy nó giỡn giờ nhét giấy vô mỏ thiệt má. But our world is pretty sweet. Rồi xong, tiểu đường chắc luôn. Tôi làm á. But she's far from home. Nhìn không hiểu gì trơn. Tao là cái xấu như một phẫu thuật thẩm mỹ nên tao đẹp rồi. Trouble. Để chụp hình cho nó. Ê, đứng dậy sao tao chụp. Không. 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 The bad guys. Má ơi, nó ngu. Be prepared. Trời má ơi, chóng mặt quá. Stay focused. Ây da, thằng ngu này làm ban công trong siêu thị à. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, keo dính chuột còn có tác dụng bẫy được các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và chó. Let the creators of Chicken Run take you on an adventure that's out of this world. Ủa gì vậy? Tụi bay bắt tao lên đây phải không? Ủa đâu có rồi anh? Trời ơi! Ai vậy? Get ready for a close encounter. Ủa người ngoài hành tinh nhìn nhìn nhóm động vật dưới trời. Trời ơi! Chịu khó sơn lại nha. Farmageddon. Ê, tàu vũ trụ nó bụng quá, có gì cho ăn không? Mì xào mắc cỡ. Trời, thấy cơm. Option ngủ ngáo xào mè. Thôi, má ăn ông qua rồi. Súp lơ hầm 3 giờ. Trời ơi! Thôi dẹp đi má.